vào khắp hiện pháp giới tất cả cảnh giới vi tế vào tất cả trí huệ quang minh thủ thắng vào tất cả tự tại biên tế vào tất cả biện tài bờ mé pháp môn vào khắp pháp giới trí huệ thân vào thành tựu tất cả chỗ hành đạo khắp vào tam muội khéo trụ tất cả sự khác biệt vào tâm biết tất cả chư phật Phật tử Đại Bồ Tát này trụ hạnh phổ hiền niệm niệm vào trăm ức bất khả thuyết tam muội mà chẳng thấy tam muội Bồ Tát phổ hiền vào cảnh giới trang nghiêm tiền tế của Phật. Tại sao? Vì biết tất cả Pháp rốt giáo vô tận, vì biết tất cả cõi phật vô biên vì biết tất cả cõi chúng sinh không nghĩ bàn vì biết quá khứ không có bắt đầu vì biết vị lai không cùng tận vì nói hiện tại tận hư không khắp pháp giới vô biên vì biết cảnh giới tất cả chư phật không thể nghĩ bàn vì biết tất cả bồ tát hạnh vô số vì biết cảnh giới biện tài của tất cả chư phật nói vô biên bất khả thuyết vì biết tất cả tâm huyễn duyên pháp vô lượng Phật tử như châu như ý, tùy theo sở cầu tất cả đều được, người cầu vô tận ý nguyện đều đầy đủ, mà thế lực của châu chọn không hết, không dừng lại. Đại Bồ Tát cũng lạ như thế, vào tam muội này biết tâm như huyễn, sinh ra cảnh giới tất cả các pháp khắp cùng vô tận, không hết không ngừng. Tại sao? Vì Đại Bồ Tát thành tựu hạnh trí vô ngại phổ hiền, quán sát vô lượng cảnh huyễn rộng lớn, giống như hình bóng không tăng giảm, Phật tử ví như phàm phu, đều sinh tâm khác nhau, đã sinh, hiện sinh và sẽ sinh, chẳng có bờ mé, không dứt, không tận, tâm đó lưu chuyển liên tục không đoạn tuyệt, không thả nghĩ bàn. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, khi vào môn tam muội phổ huyễn này, chẳng có bờ mé, không thể dò lường. Tại Tại sao? Vì thấu đạt môn phổ huyễn pháp vô tận của Bồ Tát Phổ Hiền, Phật tử ví như Nan Đà Long Vương, Bạc Nan Đà Long Vương, Ma Na Tư Long Vương và các đại Long Vương khác khi mưa xuống, giọt nước như trục bánh xe không có bờ mé, tuy mưa như vậy mà mây trọn không hết, đây là cảnh giới vô tác của các Long Vương. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, trụ tam muội này, vào các môn tam muội Bồ Tát phổ hiền, trí môn, pháp môn, môn thấy chư Phật, môn đến các phương, môn tâm tự tại, môn như trì, môn thần biến, môn thần thông, môn huyễn hóa, môn các pháp như huyễn, môn sung mãn, bất khả thuyết, bất khả thuyết các Bồ Tát, môn gần gũi như lai tránh giác, nhiều bất khả thuyết, bất khả thuyết số hạt bụi cõi Phật môn lưới huyễn rộng lớn bất khả thuyết bất khả thuyết môn biết cõi phật rộng lớn khác biệt bất khả thuyết bất khả thuyết môn biết thế giới có thể tánh không thể tánh bất khả thuyết bất khả thuyết